Xin chư vị mở trang 57. Vấn đề 28. Muốn cuộc hộ niệm thành công thì giữa người hộ niệm và người bệnh cần những yếu tố nào? Hay lắm đấy. Giữa người bệnh và ban hộ niệm phải có giao kèo với nhau. Người bệnh phải tin ban hộ niệm. Người hộ niệm phải thực hiện cho đúng lý đúng pháp hộ niệm. Mà muốn đúng lý đúng pháp thì không thể nào để muốn sao được vậy được. Có những lúc còn gia đình uyển chuyển, có những lúc mà sự cố nó mặn quá, vi phạm vào cái quy định của hộ niệm nhiều quá, không cách nào uyển chuyển được thì chúng ta cũng đành chịu thua. Câu A là người bệnh phải tôn trọng và thành khẩn nghe lời người hộ niệm. Người hộ niệm phải thương yêu và thành khẩn hộ niệm cho người bệnh. Đúng không chưa vậy? Người hộ niệm mà không có cái tinh thần thương yêu bảo vệ quyết lòng giúp đỡ người bệnh vãng sanh thì rất khó giúp được người bệnh lợi lạc. Ngược lại người bệnh mà không tin tưởng người hộ niệm, đây cũng là một cái chướng nạn nó ngăn cản con đường giải quyết ách nạn cho chính người bệnh. Tốt nhất là ngay bây giờ chứ phải tìm hiểu đi, ban hộ niệm nào đúng, ban hộ niệm sai cứ tìm hiểu đi. Rồi sau đó nên mạnh dạn giao phó cho họ để cho họ tự lo. Tại vì chính vì ông này biết là có nhiều ban hộ niệm họ hy sinh rất lớn, họ hy sinh rất cao, họ hy sinh rất tội nghiệp. Và do ông chính thực thấy những cái việc làm của họ, do phải cúi đầu chúng mà mới đánh lễ họ đấy. Như cái bà Bảo Bánh Ú đó, một cái bà già mà cứ ngồi bên người bệnh đó, mà thường thường bà không ngồi gần cái người bệnh mà ngồi trong cái góc phòng, bà niệm Phật suốt như vậy. Còn chúng ta là những người mà niệm 2 tiếng đồng hồ rồi mới mà sợ rằng ngày mai tôi bị cảm, ngày mai tôi bị ho, ngày mai tôi đi làm. Mà những bà già như vậy mà phát tâm ra niệm từ đầu đến tới cuối đêm, họ hướng được cái gì đấy? Bao giờ họ đòi hỏi cái gia đình đó cúng dường cho họ 100 đồng, 200 đồng, 1.000, 2.000 đồng Việt Nam không? Hoàn toàn không có. Tại sao họ trải qua những ngày này ngày nọ mà họ vui vẻ làm như vậy? Tâm bồ đề cao cả họ đã phát ra rồi mà chúng ta không hay. Gặp những người đó mà nếu họ làm sai cái gì, giữa ông cũng thành tâm cúi đầu. Tại vì chính giữa ông này trước khi mà ngồi đây nói chuyện đúng, từng có lần nói sai làm sai. Mà giờ hay một cái là làm sai có người chỉ trích thì giờ chính sửa từng chút gọi là tu. Tu chút chút để biết thành chúng ta đại tu. Còn không tu tiểu tiểu đó thì đại tu chúng ta cũng không hoàn thành được cái gì cả. Mà không có đại tu thì không có đại, đại đắc đại chứng đâu. Không có đại thành tựu đâu. Cho nên chúng ta toàn là những người tội lỗi đang tu. Đang tu thì có lỗi, có sửa. Người hộ niệm cũng chỉ vậy thôi, chứ khác gì đâu. Cho nên khi gặp một cái ban hộ niệm họ lỡ làm sai cái gì, chúng ta phải tới gặp vui vẻ và giải thích cho họ. Thực sự là một người có hiếu đạo họ thay đổi được. Đừng bao giờ chấp vào một việc sai của một người mà đánh giá cả một cái pháp hộ niệm của Phật để lại. Thế gian chúng ta thường vơ đùa cá nóc. Chúng ta là người tu đạo nhất định phải có tâm công bình, vô tư. Đừng nên chạy theo những cái sai lầm đó mà chống đối lẫn nhau. Thời này là thời đấu tranh kiên cố đấy chứ vậy. Phật đã nói rồi đấy. Đấu tranh mãi cho đến cũng 9.000 năm nữa cho đến diệt pháp luôn. Chúng ta nhất định phải rời ra khỏi cái sự đấu tranh này để mà đi con đường giải thoát. Nếu không chúng ta bị kẹt vào cái bẫy này, nhất định bị đại nạn. Cho nên người bệnh phải tôn trọng và thành khẩn nghe lời người hộ niệm. Nếu mà trong gia đình không chịu tôn trọng người bệnh, không tôn trọng người hộ niệm thì nhất định cuộc hộ niệm nó bất thành, bất thành, bất thành. Buông xả là một cái điểm rất là tốt quan trọng để cho người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không buông xả nhất định không được vãng sanh. Tại còn chấp trước không được vãng sanh, còn chấp trước không được vãng sanh bất cứ hình thức nào. Làm sao chúng ta khuyên nhau đây? Bây giờ chúng ta đang khuyên đây, chứ vậy bắt đầu đi, thực hiện liền đi. Hôm qua chúng ta ghét người nào, bữa nay đừng ghét nữa. Lúc nằm xuống chúng ta cảm ơn tất cả mọi người đã hộ niệm chúng ta. Còn đánh giá người, đánh giá người nào? Một người tới khai tiệm, tôi nói về với chú tôi còn dối hơn chú, tại sao chú còn dán cái chuyện để làm chi? Chứ vì là thương mạng trong lúc sắp sửa xa bỏ báo thân rồi, làm sao có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ nói, một người mà tu hành dù có công phu cao tột cho mấy mà khởi một cái tâm thương mạng thì cái chứng đắc tối
đặt là hàng Atula. Chứ vị biết hàng Atula ở đâu không? Hàng Atula có thể ở trong súc sanh đấy. Hàng Atula ở trong loài người đấy. Vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Có ác, có thiện. Nhiều khi cũng có thần thông. Vì có tu cho nên có thần thông. Có thần thông mà súc sanh thì sau đó súc sanh vẫn là súc sanh. Nguy hiểm vô cùng. Cho nên xin nhớ là chúng ta phải cố gắng kết hợp với nhau. Người hộ niệm phải thương yêu và thành cẩn với người bệnh. Mình hộ niệm cho một người xa lạ, mình cứ tưởng đó là thân nhân, là bà con, là ông bà, là cha mẹ của mình. Và luôn luôn có cái tinh thần gọi là cảm ơn người bệnh. Tại vì chính nhờ người bệnh mà mình được có những cái buổi hộ niệm rất thành tâm, rất chi tiết. Ngồi trước người bệnh niệm Phật công đức có thể lớn hơn ngồi trong đạo tràng niệm Phật ít ra 3 lần. Thành ra công đức từ đó mà nó phát triển mạnh hơn, tốt hơn. Hòa Thượng Tịnh Không nói, việc thế gian làm việc công đức, không có công đức nào vượt qua công đức hộ niệm cho người vãng sanh. Mong chư vị thành tâm mà làm, cảm ơn người bệnh mà làm. Thì người bệnh cũng phải biết cảm ơn qua, cảm ơn lại, khỏi mít lòng. Đúng không như vậy? Khỏi mít lòng. Câu trả lời B. Người bệnh mà tỏ ra khinh thường người hộ niệm thì hộ niệm sẽ thất bại, đúng không chư vị? Đúng. Tại sao người hộ niệm lại có cái trạng thái này vậy? Một người tu hành quá cao, 70-80 năm tu hành rồi, còn người hộ niệm mới biết hộ niệm, mới biết niệm Phật đó có 1 năm, làm gì có công phu bằng mình. Từ đây mới sinh ra phân biệt, chấp trước, tỏ ra khinh thường thì làm sao có thể nghe được lời nhắc nhở của bạn hộ niệm. Hôm nay mình có nói được tiếng này chứ ngày mai bây giờ kêu bắt tám ơi, bắt tám không ơi được rồi. Đi vào tình trạng coma rồi, mê man bất tỉnh rồi, nghiệp nó ứng hiện rồi. Người ta thua một người mới tu, nghe cái chỗ này mà người ta không hay, cứ tưởng rằng là 80-90 năm tu hành như vậy mình hơn người ta, mà vô tình còn chỉ vài tiếng nữa là đi vào tình trạng mê man bất tỉnh, đành nằm ngây đơ theo nghiệp thọ nào mà người ta không hay. Còn một người đi hộ niệm dỗ cho người ta tu ít, nhưng mà người ta chưa bị cái tình trạng như vậy, người ta còn sáng suốt hơn mình, mà người ta còn hay cái là có cái tâm thương người tất cứu mình, mình không chịu cảm ơn họ, mình khoe những cái tâm đạo, những hạnh gì mà trong quá khứ mình làm, mà vô tình không đi thẳng con đường Tây Phương. Cho nên từ cái chỗ mà ngạo mạn đó sinh ra biết bao nhiêu nghiệp chướng song song với con đường tu tập. Giữa nghiệp và phước không biết cái nào là lớn, cái nào là nhỏ đây. Nhất là những người mà cái luận lý cao siêu, thường thường cái tâm ngạo mạn khởi lên, làm sao có thể cứu họ được khi họ vướng tới cái tâm trạng này. Rõ ràng thì chân đi dưới đất, mà mắt thì cứ nhìn trên mây, làm sao mà khuấy sập vào cái hố trước mắt, làm sao mà không vướng vào cái hầm bên cạnh, làm sao mà không vướng phải cục đá bên đường. Cho nên trong cái thời này chúng ta phải hiểu rõ là Phật cao nhất trích, ma cao nhất trưởng đấy. Tại chân tâm tự tánh nó dìm trong trùng nghiệp chướng rồi mà không hay, phiền não chướng, bao chướng, oán thân trái chủ chướng, tổ chướng đã dâng tràn lên rồi. Ma cao tới 1 cây số rồi, chứ không phải 1 trượng nữa. Nó dìm mình chút bụng đen rồi mà mình không hay. Chỉ có những người hộ niệm mới được năn nỉ mình, khuyến tấn mình để mình cố gắng thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, mà dùng cái mũi nhọn của câu A Di Đà mà bắn thẳng lên, xuyên qua cái khối nghiệp chướng đó mà gặp được quang minh của Phật để về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đi con đường gọi là chí thành chí kích để thành tựu. Đây là lời của Ngài Ấn Quang dạy. Nghiên cứu thêm, đọc thêm những lời khai thị của Ấn Tổ. Ngài nói rất là thấm thiết mà chúng ta không hay. Nó thắng vào những hàng phạm phu chúng ta. Chúng ta nghe lời Ngài mà thực hiện đi. Hầu hết con đường làm chút đạo gì mà có dòng này, cối ghép trọn vẹn trong những lời khai thị của Ấn Tổ. Những lời nói hiền hòa, mộc mạc của Ngài nó xoáy thắng vào cái tâm đen của mình. Nó bưng ra không biết bao nhiêu cái sai lầm trong quá khứ. Vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời.
Câu C, người bệnh tự niệm và người hộ niệm phải hòa hợp với nhau mới dễ được cảm ứng đến Phật lực gia trì tiếp độ vãng sanh. Đúng đấy. Nếu để một mình người bệnh mà niệm thì cái lực niệm quá ít, cái chướng nặng quá nhiều. Vì cái chướng nặng đó mà cái tâm họ không tịnh được, tâm họ đang rối, tâm họ đang khủng hoảng, tiếng được tiếng mất, lúc mạnh lúc yếu. Mà cái thân ấy càng ngày càng yếu đi thì cái lực niệm của họ càng ngày càng yếu theo. Đến sau cùng chính họ không cách nào có thể thoát được ách nạn. Vì không thoát được ách nạn cho nên triệu triệu người tu cũng vẫn bị theo nghiệp mà thọ nạn là như vậy. Có những người mà trong bình thường tu hành người ta tưởng là họ là ngon lành. Những cái chứng đắc đó không đúc với sự thật. Chứng tỏ rằng họ bị nạn trùng trùng, bệnh khổ chập chùng. Khi bệnh khổ hiện hành, hành hạ họ, họ không cách nào chịu đựng được. Đó là những người có nhân mà duyên hộ niệm không có, bị kẹt rồi. Cũng giống như một người ở trong một cái cơn động đất, nhà cửa nó sập, nó đè xuống, họ bị lấp dưới cái đống xi măng. Họ biết là vượt qua cái đống xi măng này họ sẽ thoát nạn, nhưng mà tự họ thoát không được. Phải có người nào đó hỗ trợ mua cái đống xi măng mà kéo họ lên. Ở dưới họ phải biết la lên. Ở trên người ta kêu, anh ở đâu? Ở dưới tôi ở đây. Nếu ở đó cứ là tôi tự đi được không chịu kêu thì thôi chịu thua. Là như vậy đấy. Phải hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên tự niệm là phải tự kêu lên, cầu cứu. Ban hộ niệm phải hợp ứng với nhau, là trên chứ phải đồng lòng với nhau. Tự lực và tha lực phải hợp với nhau. Nếu mà sơ xuất, đời này tìm đâu ra một người vượt ra ách nạn của nghiệp chứ? Ấn tổ dạy, tự lực giải thoát là phải đoạn sạch nghiệp hoặc. Nghiệp không sạch, tình chưa không, thì vẫn phải theo nghiệp mà thọ nạn, dẫu cho nghiệp chứng còn một mấy mấy. Thì khi mà Ngài Tỉnh Nam giải thích câu này, nói rằng là cái nghiệp này nó có nghiệp ác và nghiệp thiện. Nghiệp thiện mà vẫn còn vướng trong tâm chúng ta, trong lúc lâm chung chúng ta cũng phải theo nghiệp thiện đó mà tiêu phước. Hay quá chị vị ơi. Xuống địa ngục là tiêu nghiệp, lên thiên đàng là tiêu phước. Đi hướng phước là tiêu phước thì hết phước thì thọ nạn. Còn xuống địa ngục thọ nạn là đến tiêu nghiệp chứ vì khổ đau khi hết nghiệp thì thoát địa ngục mà ra, vẫn là trong vòng sanh tử luân hồi khổ nạn. Chư tổ dạy những câu thiệt là thấm thiết không? Ngài càng không nói nghiệp thì ác công nghiệp mà thiện công nghiệp, còn nghiệp thì không thể nào vãng sanh. Cho nên đi về Tây Phương là theo tính nghiệp mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ác và thiện. Đi đường tịnh nghiệp là đi vượt qua ác và thiện. Không được chấp vào điều ác, không được chấp vào điều thiện. Điều ác không được làm, điều thiện phải làm, nhưng mà cũng phải rời điều thiện ra, không được chấp vào đó, để chúng ta đem tất cả những cái thiện nghiệp đó gửi về Tây Phương, chúng ta đi theo con đường tịnh nghiệp mà vãng sanh. Đây là cái yếu chỉ của người niệm Phật vãng sanh. Thực sự đó. Cho nên những người mà tu hành nhiều cứ tưởng là mình như vậy là đúng. Đúng trong cái thiện nghiệp của thế gian, chứ không phải đúng trong cái tình nghiệp giải thoát. Sau cùng họ có thể theo cái phước đó mà hưởng. Chư vị nghe cho kỹ, cái câu mà Phật nói tam thế oán là gì đây? Là một người chuyên tu phước mà chấp vào phước, lúc chết chấp vào việc phước, họ đi theo con đường thiện, tức là ba đường thiện đạo để hướng phước. Hướng phước rồi cứ tìm đi 1 tỷ người, sẽ có bao nhiêu người tu hành đây? Hình như 1 người, 2 người tu hành mà tu trong cảnh phước khác với tu thành tâm chí thành của một người khó khăn. Hướng phước chứ không tu, không tu cho nên làm tội. Khi hết phước rồi thì đời thứ 3 nạn tai chập trùng, đó là tam thế oán. Một đời làm phước, một đời hướng phước, rồi một đời chịu nạn. Nạn sau nó lớn hơn nạn trước. Chính vì vậy mà Ngài Tỉnh Nam nói thiện nghiệp càng lớn thì sanh tử càng nặng là như vậy. Sở ý, đời đời kiếp kiếp biết bao giờ mới thoát được sanh tử luân hồi đây. Các ngài nói như vậy không có nghĩa là các ngài chống đối việc thiện, mà các ngài la rầy những người chỉ cho việc thiện thế gian là đúng. Không